Chào mừng anh em đã đến với MGN Esports. Những ngày vừa qua quả thật là vô cùng náo nhiệt đối với khu vực Liên minh huyền thoại Việt Nam của chúng ta. Ngay trước khi bắt đầu giải đấu mùa hè, Riot đã đưa ra thông báo rằng kể từ năm 2025, VCS sẽ được sát nhập với PCS, LGL và một số khu vực nhỏ khác để tạo thành Liên minh APAC thi đấu tranh vé tham dự đấu trường quốc tế. Chưa rõ thông tin cụ thể như thế nào, nhưng nhiều khả năng là VCS trong tương lai đó sẽ không còn là một giải đấu quốc nội vừa hay vừa vui như hiện tại nữa. Sự thay đổi này có thể là tốt cho tổng thể nhưng cũng mang lại chút tiếc nuối cho 6 năm đầy ắp kỷ niệm vừa qua của VCS như một khu vực độc lập. VCS mùa hè 2024 chắc chắn sẽ là mùa giải cuối cùng trước khi nghẹn ngào nói lời từ biệt. Chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống và hoài niệm về toàn bộ những mùa giải VCS trong lịch sử 11 năm của Liên minh huyền thoại Việt Nam. Nhớ chuẩn bị bắp rang hoặc là bới một tô cơm thật to đi vì đây sẽ là video khá dài đấy. Nhớ để lại cho MGN Esports một like video và một subscribe kênh để ủng hộ cho tôi sớm đạt 100k sub nữa nhé. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Mùa giải VCS đầu tiên trong lịch sử là VCSA mùa đông 2013, được tổ chức như một giải đấu thay thế cho đấu trường danh vọng. Tuy vậy, những đội tuyển hàng đầu của Liên minh huyền thoại Việt Nam khi đó như là Saigon Jokers, Saigon Fantastic Five hay là Full Louis lại không tham dự VCSA mùa đông, mà họ đã đứng chờ sẵn ở vòng loại GPM mùa xuân 2014 khu vực Việt Nam. Thay vào đó, những cái tên thi đấu ở giải mùa đông sẽ là các đội tầm trung trở xuống nhằm tranh 5 suất dự vòng loại của GPL. Nổi bật nhất trong số 8 đội tham dự mùa VCS đầu tiên này có thể kể đến Hà Nội Dragons của nhạc sĩ Virus và ông trùm King of War, hay X-Game với sự dẫn dắt của Na'Vi, Vigos và huyền thoại Bao Đại Béo. VCSA mùa đông 2013 thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, xuyên suốt 7 tuần thi đấu, cả lượt đi lẫn lượt về. X-Game luôn chễm chệ trên ngôi đầu, xếp sau lần lượt là Hà Nội Dragons, Beautiful Light Gaming và Star Boba. Kết thúc 14 trận đấu, X-Game trở thành nhà vô địch của mùa giải VCS đầu tiên trong lịch sử, bỏ túi 70 triệu tiền thưởng và có vé tham dự vòng loại GPL mùa xuân 2014. Mùa giải VCS tiếp theo là mùa xuân năm 2014 có tên là Dell Championship Series vì được hãng công nghệ Dell tài trợ. Giải đấu cũng được tổ chức với thể thức gần tương tự mùa đông. 3 đội đứng đầu sẽ tham dự vòng loại GPL mùa hè, còn 3 đội bét bảng thì buộc phải đánh vòng thăng hạng VCS mùa hè sau đó. Những đội tuyển đáng chú ý ở mùa giải VCS này tiếp tục là đương kim vô địch X-Game và đương kim á quân Hà Nội Dragons. Ngoài ra còn có Đà Lạt 4Leaf Clover đổi tên thành CM Storm CG ở tuần 5 với đường giữa là Warzone, một tượng đài sau này. Hà Nội Phết với hàng loạt hào thủ nổi tiếng như là Slay, Jinky, Lisna và Akiho. Và cuối cùng là nhà vô địch của mùa giải VCS thứ hai này, Ozone Kuti Master, đội tuyển của Thier Henry. Kịch bản VCS mùa xuân 2014 cũng không khác gì mấy VCS mùa đông năm trước. Ozone Kuti Master luôn chiếm vị trí hạng nhất với tỷ lệ thắng vô cùng ấn tượng. Đến hết tuần 7, đoàn quân của Henry giành chức vô địch của VCS. Đội hạng nhì tiếp tục là Hà Nội Dragons, còn hạng 3 lần này là Hà Nội Phết. Liên minh huyền thoại thủ đô đã có những ngày tháng rất phát triển như vậy. VCSA mùa hè 2014 là mùa giải VCS đầu tiên có vòng playoff, đồng thời đây cũng là giải đấu để tìm ra đội vô địch, không còn mang mục đích tuyển chọn ứng viên đánh vòng loại GPL nữa. Vẫn là những cái tên quen thuộc tham dự giải lần này như là X-Game, Hà Nội Phết và Hà Nội Dragons, đặc biệt là Hà Nội Phoenix, nơi khai sinh của những tượng đài như là Parfort và Mohamed Nsela. Lần này giải đấu còn có thêm hai cái tên rất đáng chú ý là 269 Gaming với ngôi sao Beyond, Đà Nẵng Element với hàng loạt tuyển thủ cộm cán như là Jinkay, OZZ và Râu. Đồng thời có sự có mặt của team Miracle dưới sự dẫn dắt của đại tướng Juni. Mặc dù sở hữu cựu đội trưởng của Saigon Jokers, nhưng team Miracle đã chơi không tốt ở mùa giải này và chỉ đứng hạng 5. 269, Hà Nội Phoenix, Đà Nẵng Elements và Hà Nội Phết lần lượt là 4 đội tuyển lọt vào vòng playoff sau 14 tuần thi đấu. Sau đó, Hà Nội Phết và Đà Nẵng Elements vượt qua 2 đội còn lại để vào chung kết, nơi đội tuyển đến từ thủ đô giành chức vô địch VCS sau thắng lợi 3-2 mãn nhãn trước đối thủ. Kể từ mùa xuân 2015, VCSA đã được quy hoạch trở thành giải đấu Liên minh huyền thoại quốc nội cao cấp nhất Việt Nam với sự góp mặt của những đội tuyển hàng đầu. Thể thức quay trở lại thành thi đấu vòng tròn tính điểm 2 lượt trận. Khi đó có đến 16 đội tham gia VCSA mùa xuân 2015 thi đấu trong vòng 16 tuần với trung bình là 16 trận bò một mỗi cuối tuần. Quả là một giai đoạn cực kỳ sôi động của Liên minh huyền thoại Việt Nam. Đội tuyển tâm điểm của mùa xuân năm đó chắc chắn là Boba Marines với bộ ba cựu binh SAG gồm có Juni, Archi và QTV. Đồng thời, không thể bỏ qua bộ tứ tới từ thủ đô là Hà Nội Dragons, Hà Nội Phết, Hà Nội Phoenix và Full Louis. Ngoài ra còn có hai chị em Zotac 269 và Zotac Dũng Club, gồm toàn những nghệ sĩ nhân dân như là tu trưởng Heaven, Olio Socha, Xe Ble Bri Bti hay là Ngay Ren, Esso Suối Tiền và lại là huyền thoại Bao Rọi Béo nữa. Nhưng ghê gớm nhất là bộ đôi gà nhà Saigon Joker và Saigon F5. VCSA mùa xuân 2015 là mùa giải đỉnh cao phong độ của bộ đôi Minas và Optimus trong màu áo của SF5. Vì vậy họ dễ dàng thống trị bảng xếp hạng với 27 trận thắng và chỉ 3 thất bại,
chung cuộc, Sài Gòn Fantastic Five vô địch mùa xuân bỏ túi 250 triệu đồng tiền thưởng. Cuộc đua cho các vị trí trong top 6 mới căng thẳng. SAG với tiềm lực không thua gì SF5 về đích hạng 2. Boba Marines dù đầu mùa chật vật nhưng về lết càng đánh càng ăn khớp nên đạt hạng 3. Bất ngờ nhất là Zotac Dũng Club, tuy đội hình không nhiều ngôi sao nhưng vẫn xuất sắc chốt sổ ở vị trí hạng 4. Full Luis gặp rất nhiều khó khăn nhưng kể từ khi siêu đơn đồng sọp tái xuất vào nửa sau mùa giải, đầu tàu thủ đô đã comeback cực mạnh với những trận thắng mãn nhãn. Nối tiếp VCSA mùa hè 2015, ở mùa giải này, Boba Marines chơi lớn khi chiêu mộ siêu sao Optimus từ SF5, thành lập nên một giải ngân hề danh giá. Với dàn lực lượng quá mạnh, BM đã thống trị hoàn toàn giải mùa hè, thắng đến 28 mà chỉ thua đúng 2 trận đấu, khiến các đối thủ cạnh tranh như là Full Luis hay Sài Gòn Jokers đánh bó tay. Những điểm nhấn đáng chú ý nhất của VCSA mùa hè 2015 có thể kể đến như là trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở giữa Boba Marines và Asus Fate, nơi chiếc trụ của QTV đã giúp BM giành chiến thắng vô cùng ngoạn mục. Hay trận đấu Sky Red, đội tuyển khi đó có sự phục vụ của Levi và No Way, giành thắng lợi chấm dứt chuỗi trận bất bại của Boba Marines. Và BM cũng là nhà vô địch VCS duy nhất trong lịch sử, được đích thân Galena tổ chức buổi lễ rước cúp và giao lưu với người hâm mộ. Từ năm 2016, VCS bắt đầu áp dụng thể thức thi đấu chuẩn của Riot, với 10 đội tuyển tranh tài mỗi mùa và luôn có vòng playoff để tranh cúp vô địch. Được tài trợ bởi hãng nước ngọt Coca-Cola vào giai đoạn cuối mùa nên giải đấu có tên gọi là Coca-Cola Championship Series, gọi tắt là CCCS mùa xuân 2016. Đây là một trong những mùa giải VCS hay nhất lịch sử khi 4 đội lọt vào vòng playoff, mỗi đội chỉ cách nhau đúng 1 điểm. Galena sau khi giải thể Sài Gòn Fantastic Five đã tập trung toàn bộ nguồn lực cho Sài Gòn Jokers, giúp đội tuyển này có bộ khung tận 10 hảo thủ, vì thế họ đã xuất sắc vượt qua 269, Full Luis và Boba Marines để xếp nhất bảng. Sau đó ở vòng playoff được tổ chức ở trung tâm văn hóa thành phố Cần Thơ, SAG với những cựu binh của mình trong màu áo của Boba Marines đã long tranh hổ đấu kéo dài tận 5 hiệp. Nhờ chiến thuật hợp lý và quyết định luân chuyển 10 tuyển thủ tài tình, SAG đã hạ bệ nhà đương kim vô địch. Trước đó, Full Luis với Sop ở vị trí xạ thủ cũng đã xuất sắc đánh bại 269 với cùng tỷ số là 3-2. Không lâu sau khi Boba Marines thắng 269 để giành hạng 3, trận chung kết VCS hay bậc nhất lịch sử giữa Full Luis và SAG bắt đầu. Sự xuất sắc của Sop giúp Full Luis dẫn trước 2-1 và đã ở rất gần với chức vô địch. Nhưng ở phía bên kia, Celeb thậm chí còn đẳng cấp hơn. Màn đọ súng của hai siêu sao khiến tất cả phải trầm trồ, nhưng cuối cùng, tập thể Sài Gòn Jokers là những người đông hơn và bản lĩnh hơn, chức vô địch VCS trở về với đội tuyển số 1 Việt Nam sau 5 ván đấu điên rồ. Mùa giải thứ 2 trong năm 2016 là MDCS mùa hè, viết tắt của Mountain Dew Championship Series, hãng nước tăng lực tài trợ cho giải đấu. MDCS chưa bắt đầu thì đã đón nhận những màn chia tay gây sốc. Đại tướng Juni giải nghệ trong màu áo của Boba Marines, siêu thần đồng sọp tạm biệt quê nhà để xuất ngoại sang LPL. Mất đi thủ lĩnh, Boba Marines siêu yếu thấy rõ và cố gắng lắm mới trụ lại được trong top 4. Còn Full Luis, với cái tên mới là Super High thì đi luôn một giải, đặt dấu chấm hết cho một đội tuyển huyền thoại của thủ đô. Sài Gòn Jokers vẫn giữ nguyên bộ khung 10 người và tiếp tục thống trị vòng bảng. Sự chú ý của người xem mùa này hướng nhiều về Sài Gòn Mon Gaming và Alphard Ultimate. Hai đội tuyển xếp hạng 2 và hạng 3, họ đích thị là những chú ngựa ô, không sở hữu những ngôi sao, cũng như là không được đánh giá quá cao nhưng càng đánh thì càng thăng hoa. Màn trình diễn xuất sắc đã khiến các tuyển thủ hai đội này sau đó khiến họ trở thành những ngôi sao, nhưng mà là sao quả tạ ấy. Tại vòng bảng playoff tổ chức tại trung tâm hội nghị và nhà khách tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, đầu tàu Pelen tỏa sáng giúp cho Sài Gòn Mount Gaming đánh bại Alpha Ultimate để tiến vào trận chung kết. Trong trận bán kết còn lại, Sài Gòn Jokers dễ dàng hủy diệt một Boba Marines rệu rã. Sau đó ở trận tranh hạng 3, BM tiếp tục thua trắng trước Alpha, kết thúc vòng playoff với thành tích là 0-6. Đây cũng là dấu chấm hết của Boba Marines khi nhà cựu vô địch tàn rã ngay trên bờ biển Nha Trang, một trong những rạp xiếc đáng nhớ và được yêu mến nhất lịch sử của Liên minh huyền thoại Việt Nam, chỉ còn là kỷ niệm. Trong khi đó, trận chung kết mùa hè lại là màn hấp diêm man rợ mà SCG dành cho Sài Gòn Mon Gaming. Thắng lợi 3-0, nhà đương kim vô địch VCS bảo vệ thành công danh hiệu của mình. VCS mùa xuân 2017 tiếp tục được Mountain Dew tài trợ. Đây cũng là giải đấu đầu tiên không còn đội tuyển nào thuộc quyền sở hữu của Garena nữa. Vì Sài Gòn Joker đã giải thể, thay vào đó là sự xuất hiện của hàng loạt tuyển thủ trẻ đến từ hai đội là EH United và Young Generation. Boba Marines chuyển tiếp thành Gigabyte Marines, tái thiết lập đội hình với những ngôi sao mới xoay quanh Archie và Optimus, được dẫn dắt bởi quái kiệt Tín Nị Cùn. QTV sau khi rời BM đã thành lập ra rạp xiếc FFQ với quả đội hình toàn thanh hài hải ngoại và nghệ sĩ nhân dân. Gigabyte Marines ở mùa giải này sở hữu bộ khung quá mạnh so với phần còn lại. Sự tỏa sáng của bộ đôi Levi và Optimus đã giúp binh đoàn vàng đen bất bại hoàn toàn. Một điểm nhấn khác là màn ra mắt đầy bất ngờ của đại đế Stark trong màu áo của Gam ở tuần cuối vòng bảng. Không lâu sau đó, đại đế cùng Gam vô địch luôn giải đấu khi hạ gục YG 3-0 trong trận chung kết. Mặc dù chỉ về nhì, nhưng MDCS mùa xuân 2017 đã chứng kiến sự ra đời của thế hệ vàng Young Generation. Những ngôi sao trẻ này sẽ thay đổi Liên minh huyền thoại Việt Nam sau này. Bước sang MDCS mùa hè, Gam có những thay đổi trong đội hình khi No Way thế vị trí xạ thủ của Slay, còn Neven chám vào vị trí đường trên mà Stark để lại. Vì chưa lắp ghép hoàn chỉnh, họ để thua trận lượt đi trước Young Generation
Trong một đêm mà nhà đương kim áo quần chơi quá hay, FFQ sau một mùa giải bết bát đã mạnh tay cải tổ đội hình. Sự bổ sung xạ thủ quốc tế Celebrity giúp Phượng Hoàng lửa bay cao ở nửa đầu mùa. Có lúc còn đả bại cả YG để đứng đầu vòng bảng. Nhưng sau đó, vì một số bất ổn ở vị trí hỗ trợ, FFQ đã tụt phong độ nhưng vẫn kịp chốt sổ ở hạng tư vòng bảng và ghi danh mình vào vòng playoff. Ở trong vòng chung kết, Phượng Hoàng Lửa dễ dàng thắng trắng đội tuyển trẻ NHUB United để đối đầu với Young Generation tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Vũng Tàu. Mặc dù bộ đôi xạ thủ quốc tế cùng với Oliver Solskjaer đã cố gắng hết sức, nhưng họ cũng chỉ giúp cho FFQ thắng được một ván danh dự vì YG trả ơn cho sếp QTV. Chung cuộc, YG đánh bại FFQ 3-1 để lọt vào chung kết và bị Gigabyte Maurice đấm cục lần thứ 2 liên tiếp. MDCS năm 2017 hoàn toàn nằm dưới ách thống trị của nhà vô địch áo vàng đen. Bắt đầu từ năm 2018, Liên minh Huyền thoại Việt Nam mở ra một kỷ nguyên mới, khu vực chúng ta ly khai khỏi GPL, giải đấu cấp chuyên nghiệp được Riot trực tiếp quản lý, thi đấu hoàn toàn ở GG Stadium tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tên gọi cũng được thống nhất lại là VCS, Việt Nam Championship Series, sử dụng đến tận hiện tại. Trong các đội tham dự mùa VCS khởi nguyên này có Hall of Fame gây tiếng vang ở vòng thăng hạng, nhưng sau khi để mất sao trẻ Zeros thì họ lót đường. Nếu chú ý đội hình của Hall of Fame, có thể thấy là toàn các gương mặt đình đám trong làng drama sau này. Nhắc đến Zeros, tài năng trẻ này được tuyển mộ bởi Gam Esports cùng với những viên ngọc thô khác như là Glenn Chalet, Zero Day và Pelen để thay thế cho khoảng trống Optimus cùng Levi để lại. Tuy vậy, đội hình trẻ này lại có phần bất ổn khiến nhà đương kim vô địch chỉ đứng hạng 3 vòng bảng. Ông kẻ đe dọa ngôi vương của Gam là Evos với một siêu đội hình gồm Stark, Yijin, Warzone, Slay và Ron OP dẫn dắt bởi thầy Tôn Quyền. Họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, thể hiện qua thành tích 12 thắng và chỉ 2 thua, thống trị hoàn toàn vòng bảng. Không thể không nhắc đến rạp siếc FFQ với điểm nhấn là một trong những trận đấu có mic check hài cốt nhất lịch sử VCS. Nhờ sự tỏa sáng MVP Senna trong trận đấu kinh điển này, FFQ đã từ hạng 3 thăng lên hạng 7 chung cuộc. Bên cạnh đó là Cần Thơ Cherries của bộ đôi huyền thoại Ba Mỹ và Ba Gà, đội tuyển với những tài năng trẻ đã đánh bại cả Gam, YG của Evos và sự ra đời của một siêu xạ thủ tương lai mang tên là Slader trong màu áo của FTV. Trong vòng playoff theo đuổi thức bậc thang, Gam và YG sớm tái hiện chung kết mùa trước, nhưng trước một YG đi xuống thấy rõ, Gam thắng nhẹ nhàng 3-1. Đối thủ sau đó là Ultimate cũng không thể chống trả trước một Gam Esports đang hồi sinh mạnh mẽ. Phong độ cực cao của các ngôi sao bên Gam cũng giúp họ tiếp tục chiếm thế thượng phong trước Evos trong trận chung kết. Tưởng chừng như sứ mệnh lật đổ Gam của Bạch Hổ đã đi tong khi đại đế Stark đã lên tiếng đưa trận đấu về ván 5. Và không bỏ lỡ cơ hội, Evos hạ sát cựu vương, trở thành nhà tân vô địch của VCS với 500 triệu đồng tiền thưởng và chiếc cúp độc nhất vô nhị chỉ được sử dụng đúng một lần trong lịch sử. Nếu như mùa xuân 2018 là màn giới thiệu hàng loạt các tài năng trẻ, thì VCS mùa hè năm đó chính là nơi những ngôi sao mai này tỏa sáng. FFQ tái sinh từ cho tàn với bộ đôi là Antifact và DNK chứ danh dưới bàn tay nhào nặn của thuyền trưởng thầy giáo Ba. Gam Esports lần đầu trình làng KIA, một trong những top laner hay nhất lịch sử giải đấu. Adonis thay slot của Hall of Fame và với sự leo lái từ đầu cầu Kit và chủ tướng Oliver Solskjaer, những tuyển thủ trẻ này đã đưa con tàu đám Adonis đi qua một hành trình quá kỳ diệu. Nhưng ghê gớm nhất phải là phong vũ Buffalo, vốn là Young Generation đổi tên theo nhà tài trợ mới. Sự bổ sung hai tuyển thủ là Zeros và Meliodas cùng với ngài Ren trên băng ghế huấn luyện là quá chất lượng, để rồi Zeros, Meliodas, Naun, Bicoro và Palet trong màu áo của phong vũ Buffalo sau đó đã trở thành thế hệ vàng của Liên minh Huyền thoại Việt Nam mà bao người say đắm. Những điểm nhấn của mùa hè rực lửa này có thể kể đến phong độ cực bay của Phượng Hoàng FFQ, tô điểm bằng hai thắng lợi hoành tráng trước kỳ phùng địch thủ Gam Esports, hay phong độ hủy diệt từ phong vũ Buffalo, đội dẫn đầu vòng bảng với 12 thắng lợi, đặc biệt trong đội hình của Buffalo là ma vương Zeros, này đã trở thành ngôi sao số 1 giải đấu. Đáng chú ý hơn, đội phải chịu nhiều cay đắng nhất lại là cựu vương Gam Esports khi họ mặc dù đang trong thời kỳ suy thoái, nhưng cũng đã ở rất gần với tấm vé playoff. Để rồi một cú gặt giò đau điếng từ Cần Thơ Cherry đã chấm dứt hoàn toàn mùa giải đáng thất vọng của Gam. Dù vòng bảng vẫn còn 2 tuần thi đấu, nhưng cú gặt giò này đã khiến mọi nỗ lực sau đó từ đế chế vàng đen trở thành công cốc. Vòng playoff chứng kiến cú vượt thác ngoạn mục đến từ con tàu đắm Adonis. Đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch Evos. Cả hai đã cống hiến một trận bo năm hấp dẫn đến tận giây phút cuối cùng trong ngày tượng đài Warzone chính thức giải nghệ. Nhưng tiếc cho cụ tổ, Adonis mới là những người xuất sắc hơn và giành chiến thắng. Trận bo năm tiếp theo là giữa kỳ lân Adonis và Phượng Hoàng FFQ. Với phong độ thăng hoa trong mùa hè rực lửa này, tưởng chừng như FFQ đã có lần đầu tiên chơi trận chung kết VCS, thì xạ thủ quốc dân Easy Love và đồng đội đã thẳng tay dập tắt hy vọng đó bằng một trận thắng quá hay. FFQ đã chơi dưới sức, nhưng không thể phủ nhận là những ngôi sao bên phía của Adonis đã chứng minh đẳng cấp của những chú ngựa ồ. Trận chung kết được tổ chức tại nhà thi đấu quân khu 7, lần đầu tiên sau nhiều năm là cuộc chạm trán giữa những nhân tố trẻ, tương lai của Liên minh Huyền thoại Việt Nam, gác khổng lồ phong vũ Buffalo đối đầu với kẻ thách thức là Adonis. Tất cả đều rất xuất sắc trong trận đấu quan trọng này, nhưng mùa hè rực lửa chỉ có thể là One True King, vị vua độc nhất, và đó phải là phong vũ Buffalo. Chức vô địch quá xứng đáng dành cho bầy châu đỏ, những người đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này và những lời ngợi khen dành cho Adonis, chú ngựa ồ đáng nhớ nhất lịch sử của giải đấu.
VCS mùa xuân 2019 đã nóng từ trước khi giải đấu bắt đầu. Các đội tuyển tham dự khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với những thông tin chuyển nhượng cực kỳ nóng. Đường kim Á quân Adonis được chuyển giao cho chủ sở hữu mới Cerberus Esports, đồng thời chào đón sự trở lại của thầy Lee Incheon, huấn luyện viên đã mang đến thành công cho Sài Gòn Jokers năm xưa. Evos với tham vọng phục hưng ngai vàng đã chiêu mộ Petlen, tuyển thủ thương cha nhất từ giáp siếc SBTC để thế chỗ cho Warzone để lại. Đồng thời Bạch Hổ cũng trình làng địa một, trung bản đồ từng khuấy đảo danh Việt Nam một thời với nickname là Quý Sida. Tâm điểm của giai đoạn tiền mùa giải VCS năm đó phải là Sky Gaming Đắk Lắk. Đội tuyển tuy mới lên hạng nhưng đã được cộng đồng ngóng chờ từ lâu. Đây là binh đoàn tập hợp những tuyển thủ trẻ tài năng do thủ lĩnh kỳ cựu Optimus lãnh đạo, nổi bật trong số đó là Slayer, siêu xạ thủ trẻ mà Optimus phải va nhau rất dữ dội với Huỳnh Phương mới sở hữu được. VCS mùa xuân 2019 bắt đầu với hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Phượng Hoàng FFQ gây bất ngờ khi thi đấu vô cùng thăng hoa với lối chơi kiểm soát không thường thấy ở giáp siếc này. Trong lúc đó, Bạch Hổ Evos lại liên tục thua đau dù đã cố gắng thử nghiệm cả địa 1 và địa 2. Gap Esports với một đội hình No Hope có chiến thắng ấn tượng trước SGD trong buổi tối mà ngài Sport đánh cực cháy. Nhưng từ sau trận này thì nhà cựu vương đi một sải dài không phanh. Từ tuần thứ 2, giải đấu lại càng nóng hơn. SGD xuất sắc đưa FFQ đang rất bay trở lại mặt đất bằng pha đánh nhà cho anh huyền thoại. Sau đó, khi ai cũng đang mong chờ trận đấu đầu tiếp theo giữa SGD và đương kim vô địch Phong Vũ Buffalo thì một biến cố lớn nổ ra. Optimus tố giác Zeros chơi tài khoản khác trên stream của anh trai Minas trái với quy định của giải đấu. Có lẽ giáo sư 10 tỷ mong muốn ngôi sao số 1 của Phong Vũ bị ban khỏi trận đấu sắp tới với SGD, nhưng cuối cùng thì VCS chỉ phạt Buffalo mất một lượt cấm mà thôi. Về lý, Optimus không sai. Dù vậy, về tình, giáo sư đã bị nhiều người chỉ trích vì tố cáo em trai của người được cho là bạn thân của mình. Trận thư hùng sau đó giữa Phong Vũ Buffalo và Sky Gaming Đắk Lắk ở tuần 3 được gọi là Đại chiến Valentine vì diễn ra vào ngày lễ tình nhân. Trận đấu đã thu hút hơn 220.000 người xem cùng lúc, lập kỷ lục view trong lịch sử của VCS, dù chỉ là một trận vòng bảng. Chung cuộc, Phong Vũ khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi hủy diệt SGD hai nhò. Sau trận đấu này, thế cục VCS đã được phân định rõ ràng với tứ đại gia là Phong Vũ Buffalo, SGD, Evos và FFQ. Evos sau khi chia tay Slay vào giữa mùa đã chiêu mộ thành công No Way để thay thế. Có anh Long Tứ trợ chiến, Bạch Hồ liền hồi sinh và trở lại top 4 một cách vô cùng mạnh mẽ, khiến fan đau chim nhất là FFQ khi đầu mùa bay cao, cuối mùa suýt thì té đau. Phải đến tận trận đấu cuối cùng với Cerberus, giáp siếc này mới cầm chắc tấm vé vào vòng playoff. Ở vòng chung kết, Evos và FFQ đã cống hiến cho người xem một trận bo năm cực kỳ mãn nhãn. Cuối cùng, Bạch Hổ là những người bản lĩnh hơn và giành thắng lợi sau 5 ván đấu căng thẳng. Phong độ thăng hoa của Evos lại được thể hiện trong trận đấu tiếp theo tái ngộ SGD và tiếp tục với chiến thắng với tỷ số là 3-1. Thế nhưng hành trình leo tháp này đã phải chấm dứt ở trận chung kết khi địch thủ là một Phong Vũ Buffalo trong thời điểm đỉnh cao nhất. Những gì mà Evos nỗ lực làm được chỉ là ván thắng mở tỷ số để lấy cái đầu của Ma Vương. Còn sau cùng, bầy châu đỏ bảo vệ thành công ngôi vô địch của VCS bằng sức mạnh quá áp đảo. VCS mùa hè 2019 lại là một mùa hè rực lửa của Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Vì giải đấu nước ta sẽ có hai suất đến với chung kết thế giới năm đó, nên các đội tham dự VCS quyết định sẽ all in vì những tấm vé quý giá này. Giáp siếc Huyền thoại FFQ đã không còn nữa, thế chỗ là một tổ chức nước ngoài mang tên là Loki Esports, tương tự là Sky Gaming Đắk Lắk, nay đã là Team Flash. Với tham vọng rõ ràng là đến với chung kết thế giới, họ bổ sung luật sư Yijin và Combat Lào Aram. Phong Vũ, nay là Dashing Buffalo, mất đi ngôi sao số 1 của mình, nhưng cũng nhanh chóng chỉnh làng hai tân binh đường trên mới nổi là Hasmet và Pun. Khi đó thì họ dùng cái tên là Raizo và Kaido. Siêu sao cởi bỏ màu áo Buffalo không phải ai khác ngoài Ma Vương Zeros. Ma Vương đã trở lại với Gam Esports trong một vụ chuyển nhượng vô cùng lằng nhằng khiến cộng đồng phải tranh cãi gay gắt một thời. Cuối cùng, sau bao lùm xùm, ban tổ chức VCS vẫn cho phép Zeros gia nhập Gam nhưng phải bị cấm thi đấu nửa vòng bảng vì tội đi đêm. Nhưng Gam không quan tâm lắm tới án phạt này. Để thực hiện hóa tham vọng trở lại ngôi vương, đế chế vàng đen đã chuẩn bị sẵn một đội hình siêu dày và siêu khủng. Ngoài huyền thoại Yuna ở vị trí huấn luyện viên, quả bom tấn Levi về nhà cũng được Gam kích nổ. Đây chính là bước ngoặt lịch sử của VCS. Đồng thời cũng không thể bỏ qua đội hình Evos theo thiên hướng đào tạo trẻ với những viên ngọc thô như là Deepkit, Địa 1 cùng với Son. Đặc biệt còn có QTV Gaming, đội tuyển trẻ mới lên hạng được đích thân tượng đài QTV dìu dắt. Giai đoạn đầu mùa giải là một cơn ác mộng đối với Gam khi Levi vẫn chưa thể gắn kết cùng đội hình mới, họ thậm chí còn thua cả QTV Gaming. Trong trận đấu mà tiền vệ cánh Fernando Hierro ra đời, gây bất ngờ nhất là đương kim vô địch Dashing Buffalo, dù mất đi ngôi sao chủ lực, bầy châu liên tục thắng giòn giã với màn trình diễn ấn tượng của tân binh Raizo. Đến tuần thi đấu thứ tư, Ma Vương Zeros được thả xích trong màu áo Gam. Tuy trong ngày trở lại của Zeros, Gam thua 1-2 Team Flash, nhưng kể từ thất bại đó, đội quân áo vàng đen đã hủy diệt hoàn toàn giải đấu với bộ ba là Zeros, Levi và Kia quá mạnh, cạnh tranh gắt gao với Gam và Team Flash. Tia chớp đen cam nhanh chóng bổ sung đại đế Stark ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa và có một đội hình siêu khủng không kém phần. Điểm nhấn đáng nhớ đến ở tuần thi đấu cuối trong trận đụng độ giữa Loki Esports và Team Flash, vì thấy đã hết cơ hội tranh ngôi đầu, Loki đã chủ động chọn đội hình theo game đấu trường chân lý nhằm giúp khán giả giải trí và họ đã bị Team Flash hạ gục.
Sẽ không có gì to tát nếu huấn luyện viên Tín Hị Cun Bengam lên tiếng chỉ trích hành vi này của Loki là thiếu chuyên nghiệp. Đáp trả lại, các thành viên của Loki đã ước gì được Gam chọn trong vòng playoff, đồng thời gáy cực khét vào mặt đối thủ khi thực hiện video chat talk trước thềm trận đấu. Gam quả thật đã chọn Loki và hủy diệt đối thủ với tỷ số 3-0 trắng. Ở diễn biến tương tự, Team Flash cũng đặt chân vào trận chung kết khi thắng Dashing Buffalo 3-1. Xuống nhánh thua, Loki chút giận lên Buffalo, biến nhà đương kim vô địch thành cựu vương. Tiến đến trận chung kết tổ chức tại trung tâm White Palace, quận Thủ Đức, bất chấp những dự đoán về một trận đại chiến hấp dẫn, Gam hủy diệt Team Flash 3-0 để trở lại ngôi vô địch của VCS sau hơn một năm chờ đợi. Vẫn còn một cơ hội nữa cho Team Flash đến với chung kết thế giới nếu họ thắng Loki ở trận chung kết nhánh thua, nhưng dạp xiếc chơi quá hay trong trận đấu quan trọng này và cú pentakill của Celebrity đã ấn định thắng lợi 3-1 cùng tấm vé chung kết thế giới xứng đáng cho Loki, đồng thời cũng khép lại một mùa VCS thành công rực rỡ. VCS mùa xuân 2020 bắt đầu với một tin dữ cho giải đấu, nhưng là tin cực vui cho các Gam con. Nhà đương kim vô địch quyết tâm bạo chi để xây dựng một siêu đội hình, hai ngôi sao Địa 1 và Palace được đưa về, kết hợp cùng Kieya và Levi tạo thành giải ngân hà đúng nghĩa. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh như là Team Flash, Evot hay là Buffalo đều chịu tổn thất lực lượng. Chỉ có Team Secret, tổ chức tiếp quản Loki Esports, từ tuần thứ 3 là giữ nguyên đội hình. Mùa giải đã nóng ngay từ trận khai mạc khi mà Evot hạ gục Team Flash với tỷ số là 2-1 trong ngày mà hai pháo thủ Deepkit và Slader mỗi người thi nhau lụm một cú pentakill. Nhưng Team Flash cũng không cần phải buồn lâu vì ở tuần thi đấu thứ 2, tia chớp đen cam đã chấm dứt chuỗi bất bại của Gam sau một trận thư hùng kịch tính. Từ thất bại này, siêu chiến hạm vàng đen đã chính thức vào quỹ đạo và không thua trận vòng bảng nào nữa. Cộng thêm sự trở lại của Zeros vào giai đoạn giữa mùa vì không được qua Trung Quốc, Gam như hổ mọc thêm cánh, đã siêu mạnh, giờ còn siêu mạnh hơn. Top 4 vòng bảng chốt sổ với Gam Esports, Team Flash và Team Secret cũng như là EVOS. Những gì tinh túy nhất của mùa giải VCS hay bậc nhất lịch sử này sẽ đến ở vòng playoff sau đó. Secret và EVOS va chạm nhau trong một trận bo năm căng cực, y hệt một năm trước. Tưởng rằng Secret với lối chơi phóng khoáng và ngài Hani phong độ rất cao sẽ giành chiến thắng, thì Pake cùng với Deepkit đã tỏa sáng trong pha combat quyết định để giúp EVOS thắng lợi sau 5 ván đấu. Nhưng kèo đấu thể lực này đã khiến cho Bạch Hổ kiệt sức và họ dễ dàng thất thủ trước Team Flash ở vòng sau. Trận chung kết giữa Gam và Team Flash còn được nhiều người đánh giá là một trận chung kết quá lệch. Một bên là Super Team, một bên còn lại thậm chí còn vắng đường trên Yoshino vì lý do sức khỏe và phải thay bằng đại đế Stark, người đã nghỉ suốt mùa giải trước đó. Ai cũng tin vào chức vô địch dành cho Gam, trừ Lê Khôi. Linh cao thủ thậm chí còn tuyên bố cạo đầu nếu Gam thua. Và mọi chuyện diễn ra trong trận chung kết đúng là một vụ nổ mà không ai lường tới được. Team Flash với những lượt lựa chọn hợp lý đã bất ngờ dẫn trước Gam 2-1, buộc nhà vô địch phải tung Zeros ra trận. Nhưng mọi nỗ lực từ Gam chỉ giúp họ gỡ hòa thành công trước khi bị Team Flash đánh bại với tỷ số là 3-2. Địa chấn đã thực sự xảy ra. Gam đúng là một siêu đội hình nhưng bị lủng mất vị trí xạ thủ. Họ đã thất thủ trước Team Flash, đội tuyển có siêu xạ thủ Slader. Chức vô địch của Team Flash cũng khép lại mùa giải VCS quá hay với trận chung kết có nhiều lượt xem cùng lúc nhất lịch sử giải đấu. Đáng tiếc là Team Flash khi đó đã không được tham dự MSI do giải đấu bị hủy vì lý do dịch bệnh. VCS mùa hè sau đó đã không có vua gác cổng FTV nữa. Thay vào đó là hai tân binh Percent với chủ công Glory và Overpower Gaming của ông chủ Optimus và đầu tàu PTH hứa hẹn mùa giải bùng nổ của các nhân tố trẻ. Tiếp nối thành công mùa xuân, nhà vô địch Team Flash đã bạo chi ở mùa hè khi chiêu mộ Palace từ Gam để tạo ra giải ngân hà. Ma vương Zeros cũng cập bến EVOS với tham vọng đưa Bạch Hổ đến với chức vô địch một lần sau cuối. Thế nhưng hai ông lớn này lại té sấp mặt trong giai đoạn đầu giải, đặc biệt là EVOS với liên tiếp những trận thua đầu, cùng với một kịch bản là Son bị móc túi ở hang Baron. Gây bất ngờ nhất là Cerberus dưới sự dẫn dắt của Achi đã thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng suốt gần hết lượt đi, trước khi phong độ hủy diệt của thần khuyển ba đầu bị Gam chặn đứng. Và cũng từ giai đoạn này, Gam hay Địa 1 Esports bay cực cao. Phần còn lại của vòng bảng chỉ là cuộc đua giành pentakill và danh hiệu MVP của riêng Địa 1 mà thôi. Ngay cả Team Flash cũng không thể ngăn cản phong độ thăng hoa của chùm bản đồ khi này. Vòng playoff VCS mùa hè 2020 là một vòng đấu với quy mô cực lớn với tận 6 đội tuyển tham dự. Cerberus không còn bay nữa và bị loại sớm sau khi liên tục thua Gam và EVOS. Tương tự là Team Secret khi không thể thắng được con mồi ưa thích Team Flash để rồi bị EVOS hủy diệt. Trận chung kết nhánh thắng lại là màn tái ngộ giữa Gam và Team Flash. Này đã bổ sung thêm xạ thủ chim mồi Easy Love, Gam suýt thì đả bại Team Flash khi dẫn đến 2-0. Những bản lĩnh của nhà vô địch đã được thể hiện khi các học trò của Oleo Socha lội ngược dòng thắng 3-2. Xuống nhánh thua, Gam đụng độ với EVOS. Đội đậu vớt vòng bảng nhưng vào playoff thì hóa trao. Lời nguyền ván năm tưởng chừng đã khiến Gam thất bại, nhưng lần này khiến đội vàng đen đã bình tĩnh vượt khó để hạ gục EVOS và một lần nữa đối đầu với Team Flash ở trận chung kết. Nhưng cũng một lần nữa họ phải ngậm ngùi nhìn Team Flash lên ngôi vô địch VCS sau 5 ván đấu nghẹt thở. Dù vậy, chẳng ai là nở nụ cười hạnh phúc cả vì VCS đã không được quyền tham dự chung kết thế giới vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Năm 2020 khép lại với hai mùa VCS quá hấp dẫn, nhưng cái kết không được đến đấu trường quốc tế thì lại quá đắng. VCS mùa xuân 2021. Mùa giải VCS đầu tiên trong năm 2021 chứng kiến những màn thay máu đội hình siêu nóng, trẻ nhất là Dream Team SBTC Esports lần đầu có mặt ở VCS.
Marvin Zeros, cậu bé rừng xanh Yijin, chiến vương địa 1, xã thủ quốc tế Celebrity cùng với Slay hỗ trợ giàu thành tích nhất của VCS. SE đã xây dựng một giải ngân hà cực cháy nhưng mà cháy thấy ho. Team Flash sau khi chia tay Kati và Slader thì làm lại từ đầu với một đội hình siêu mạnh, mạnh ai nấy đánh. Team Secret thì chơi lớn với bom tấn Slader, tạo nên một bộ khung chỉ biết lấy công bù thủ. Còn Sài Gòn Buffalo thì chính là một thế hệ vàng mới do ngài Ren đích thân tuyển chọn. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ làm nên cho sức mạnh đáng sợ của cựu vương GAM eSports. Tưởng rằng với ba bản hợp đồng là KT, Style và BE, GAM sẽ phần nào yếu đi. Thì cả giai đoạn vòng bảng, họ chỉ thua đúng một trận trước Team Secret. Đây là trận đấu mà Style đã quên lỗi game và buộc phải bán giáp thiên thần ngay giữa chừng để gián tiếp khiến GAM bị hạ gục với tỷ số là 2-0. Đội tuyển mạnh thứ hai ở mùa này là cựu vương Sài Gòn Buffalo với 5 tài năng trẻ trong đội hình. Bầy Châu lại thi đấu vô cùng khởi sắc trước những đối thủ lớn và cuối cùng xuất sắc giành được vị trí nhì vòng bảng. Nối bước GAM và SGB đặt chân vào vòng playoff còn là thần khuyển ba đầu Cerberus. Đội đã chiêu mộ siêu thần đồng Ego nhưng buộc phải cất trên ghế dự bị vì một số lý do về sức khỏe. Tâm điểm của mùa giải này phải là cuộc chiến giành vé đi tiếp của SE. Giáp siếc Hèn Đông vừa vào giải đã gặp hạn vì Zeros bị cấm thi đấu, buộc phải cho ngài Petland vào chám vị trí. Ở giai đoạn đầu, SE từng có thời điểm bay rất cao, đặc biệt là sau chiến thắng ngược dòng trước Cerberus, cả đội đã ăn mừng như thể là họ vừa vô địch vậy. Nhưng kể từ lượt về, SE lại ngã sấp mặt vì những lục đục trong nội bộ, đến mức mời cả thầy Tinikun về cũng không thể giúp thầy quyền trị nổi hai đại cô hồn là Zeros và Yijin. Tưởng rằng giấc mơ vô địch đã khép lại với SE, thì giáp siếc Hèn Đông lại bất ngờ giành những chiến thắng trước Cerberus trong trận đấu cuối cùng, thắp lên tia hy vọng cho fan ở những thời khắc không tưởng nhất. Vẫn còn một cơ hội nữa cho SE có vé vào playoff, nhưng họ không còn quyền tự quyết nữa mà phải trông chờ hết vào Team Flash. Đáng tiếc là ở trận đấu quyết định giữa Secret và Team Flash thì DeepKid đã cống hiến hết mình cho Secret giúp cho Ẩn Mật Giáo có tấm vé cuối cùng vào vòng playoff. Những nỗ lực muộn màng của SE xem như là đổ hết xuống sông hồ suối biển, chấm dứt một mùa giải đáng thất vọng. Ở vòng chung kết sau đó, SGB và GAM dễ dàng thắng lợi trước Cerberus và Secret để gặp nhau trong trận tranh cúp. Mặc dù Bầy Châu trẻ tuổi đã nỗ lực hết sức nhưng mà cũng chỉ suýt thắng GAM trong ván đấu then chốt. Chung cuộc, Đế chế vàng đen vẫn là bên mạnh hơn và bản lĩnh hơn. Chức vô địch VCS cuối cùng đã trở về với phòng truyền thống của GAM eSports. Bầy Châu trẻ tuổi SGB cũng không có gì phải buồn vì họ đã có một mùa giải ấn tượng. Dự là trong tương lai, những tuyển thủ này khi ra thế giới sẽ chứng minh người Việt Nam không có dở. Tiếp tục vì ảnh hưởng xấu của dịch bệnh tại Việt Nam trong năm 2021, cả MSI và chung kết thế giới năm nay đều vắng bóng VCS, thậm chí giải quốc nội mùa hè còn bị hủy bỏ. Nên khi tình hình bớt căng thẳng, Garena mới tổ chức VCS mùa đông nhằm mục đích xoa dịu và đền bù tinh thần cho người hâm mộ. Vô địch hay đứng bét giải đấu này thì chỉ khác nhau về tiền thưởng, không được dự giải quốc tế hay là rớt hạng gì cả. Nhưng không vì vậy mà Cerberus xem nhẹ, với sự trở lại của quỷ đá Ego trong vai trò đi rừng, Cerberus chơi như lên đồng và suýt chút nữa thì bất bại cả vòng bảng. Ngay cả GAM dù có một cú nước rút cực mạnh sau tuần đầu bết bát cũng bất lực trước thần khuyển ba đầu. Bất ngờ nhất là màn thể hiện xuất sắc của hai đội tuyển nhược tiểu mùa trước là Brother Sky và Luxury. Brother Sky có bộ đôi Glory và Dakta tỏa sáng lấy vị trí hạng 4. Còn Luxury của thủ lĩnh Bó Đà Trách thì giành hạng 3. Ngoài top 4 kể trên, tâm điểm mùa này lại là tiếp tục giạp siếc SE với chiếc cúp content quý giá. Vòng 1, họ lên ngôi với bữa tiệc Hadi Lao huyền thoại. Vòng 2, họ lại vô địch với tiểu phẩm là Biết chơi game không và quả đội hình cháo nái. Cuối cùng, họ khẳng định sự vô đối bằng vở bi hài kịch Vậy sao tao chơi. Đồng thời, SE cũng đóng vai trò chàng Robin Hood tốt bụng, đã tặng cho Team Flash một trận thắng nổ hũ, giúp cho phép bổ trợ Đen Cam tránh khỏi một mùa giải thua trắng bụng. Trong vòng playoff, không khó để dự đoán GAM và Cerberus sẽ đánh bại hai đối thủ top dưới để lọt vào chơi trận chung kết. Tại đây, GAM vốn bị xếp cửa dưới nhưng tưởng chừng như lại bảo vệ thành công ngôi vương khi liên tục vươn lên dẫn trước Cerberus. Game đấu bản lề đã thuộc về tay Đế chế vàng đen. Nhưng Cerberus đã dập tắt hy vọng đó khi lội ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc là 3-2, lần đầu lên ngôi vô địch của VCS đầy xứng đáng. VCS mùa xuân 2022 là một trong những mùa giải VCS tệ nhất lịch sử với lượt xem cực thấp, một phần vì khán giả đã quá chán nản sau nhiều lần Việt Nam vắng bóng khỏi đấu trường quốc tế, một phần vì ở mùa xuân này, GAM eSports lại thể hiện phong độ hủy diệt và bất bại hoàn toàn. Đội tuyển gây ấn tượng nhất là Team Secret với bộ ba là Achi, Hero và Đô Đốc Su Hào. Đội tuyển này thì có tiểu phẩm tủ là Tất cả tại Hero. Gánh siếc mới nổi này đã thể hiện phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải và kịp thời chốt sổ vị trí hạng 3. Ngoài ra, giáp siếc kỳ cựu SE có lần thứ 3 liên tiếp vô địch cúp content. Trên mặt trận chuyên môn, họ gặp rất nhiều chật vật đầu mùa vì phải làm quen với combo là ngài Chuti và ngài Emperor thần thánh. Nhưng về sau, một số trận thắng quan trọng đã thắp lại hy vọng tranh đua quyết liệt cho tấm vé vào playoff. Cuối cùng, vì không có quyền tự quyết nên SE cuối cùng thì vẫn tạch. Bước vào vòng loại trực tiếp, SGB xuất sắc đả bại Team Secret trong một trận bo năm nghẹt thở từng giây. Chiến thắng giúp cho ngài Châu giành tấm vé tham dự MSI 2022, giải quốc tế đầu tiên có mặt VCS sau 2 năm trời vắng bóng. Nhưng sau đó trong trận chung kết, SGB lại bị bố GAM đè bẹp với tỷ số là 3-1. Dù Bầy Châu vẫn tiếp tục chơi rất ngoan cường, chức vô địch lại thuộc về GAM eSports với thành tích bất bại,
lần này họ sẽ đại diện quốc gia Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31 trên sân nhà. Chung kết thế giới 2022 sẽ đón chào hai đại diện của VCS trở lại. Vì vậy mà các đội Việt Nam đã đặt quyết tâm cực cao cho mùa hè rực lửa này. SE đón chào sự trở lại của Địa 1 để sóng sánh cùng anh già Celebrity lần cuối cùng. Severus chiêu mộ cả một bộ đôi hàn gió đá. Team Wales lần đầu tiên xuất hiện với một đội hình giàu tiềm năng, nổi bật nhất là bộ đôi Glory, Killer Queen. SE bất ngờ thăng hoa và thống trị bảng xếp hạng đầu mùa, đoàn quân của thầy Ole Solskjaer đấm gục cả kỳ phùng đối thủ Gam ngay trong trận đấu khai màn khiến các SE con sướng rơn người. Song hành cùng SE là Team Secret với kỹ năng và phong độ đánh càng ngày càng lên từ mọi vị trí. Trái ngược với hai cái tên trên là đương kim Rick Gam và đương kim Á quân là SGB. Giai đoạn lượt đi họ liên tục chịu những thất bại sấp mặt đầy khó hiểu, nhưng kể từ giai đoạn giữa mùa trở đi, những gã khổng lồ mới thực sự thức giấc để leo một mạch trở lại top đầu trên bảng xếp hạng. Hai tuần thi đấu cuối là hấp dẫn nhất với cuộc chiến tranh giành một vị trí trên nhóm các đội dẫn đầu, bởi vì cái tên hạng 1 vòng bảng sẽ có quyền chọn đối thủ trong vòng playoff. Team Secret là đội có lợi thế lớn nhất, nhưng trận thua trước Gam ở lượt về đã khiến họ mất ngôi đầu vào tay của chính đối thủ. Top 3 đã hạ màn với Gam, Secret và SGB, vị trí thứ tư lại là câu chuyện xoay quanh SBTC. Giạp siếc Hèn Đông sau khi bị cấm PK mấy pha đó đã xuống dốc thấy rõ so với giai đoạn xuất thần đầu mùa. Dù vậy, nhờ số điểm đã tích lũy, họ chỉ cần thắng 1 trên tổng số 4 trận trong 2 tuần cuối là sẽ chắc suất vào playoff. Nhưng như truyền thống tấu hài của đội tuyển này, họ thua đến 3 trận liên tiếp. Tưởng rằng Gà Hồng sẽ đi bụi thì trong trận đấu cuối cùng, họ bất ngờ hủy diệt Secret 2-0 để tự cứu lấy mình, đồng thời khiến hai kẻ cạnh tranh là Team Wales và Cerberus phải lên tàu về quê. Vào vòng playoff, Gam chiều lòng tất cả và chọn SE. Trong lần đầu tiên lọt top 4, giáp siếc Hèn Đông đã gieo hy vọng cho fan khi chiến đấu ngoan cường để gỡ hòa và ở rất gần với chiến thắng ở ván bản lề, nhưng họ đã để Gam lật kèo và định luôn tỷ số 3-1 đầy đáng tiếc. Ở diễn biến trước đó, tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến long trời lở đất giữa Team Secret và SGB thì ẩn mật giáo chơi như mất não và bị bầy trâu đỏ hủy diệt với tỷ số là 0-3. Dưới nhánh thua, SE tiếp tục chiến đấu đến cùng trước Team Secret, chỉ để có thêm một trận thua 1-3 nữa và rời giải ở vị trí hạng 4, đó cũng là ngày huyền thoại Celebrity giã tử sự nghiệp. Địa chấn xảy ra ở trận chung kết nhánh thắng khi mà SGB xuất sắc hạ gục Gam lần đầu tiên trong thể thức bo 5 và có tấm vé sớm đi chung kết thế giới. Bị tổn thương, nhà đinh kim rịch chút hết cơn giận dữ lên Team Secret trước khi họ trở lại chung kết tổng và trả hết cả vốn lẫn lời cho SGB. Tỷ số 3-0 áp đảo và chức vô địch của Gam Esports cũng đã khép lại một mùa hè VCS đáng nhớ. Kể từ năm 2023, Riot đã tiếp quản hoàn toàn công tác quản lý và tổ chức VCS thay cho Garena. Logo mới, tên gọi mới, nhà thi đấu mới cũng như là chiếc cúp mới cũng đã được trình làng. Nhưng cốt truyện thì vẫn cũ, vòng bảng VCS Hưng Đông nằm dưới sự thống trị của nhà vô địch Gam Esports với 14 trận bất bại. Họ nhiều lần bị dồn đến sát vực thẳm, đặc biệt là các trận siêu kinh điển với địch thủ là SE, hay những lần chạm trán với Team Wales chẳng hạn. Nhưng cuối cùng, Gam vẫn ít mắc sai lầm hơn và trừng phạt ngược lại đối thủ để giành thắng lợi. Điểm nhấn hiếm hoi còn lại của vòng bảng là cú nước rút thần sầu của SBTC. Dù thi thoảng xảy chân với những trận đấu lãng xẹt, chịu hết mọi sự soi xét từ người dưng cho đến ban huấn luyện online, nhưng SE với phong cách đắc nhân tâm của ngài Ren và siêu xạ thủ Slater hồi xuân càng đánh càng hay. Cuối cùng giáp siếc giữ vững vị trí hạng 3, chỉ xếp sau Team Wales do bó đà trách lãnh đạo. Top 4 lọt vào vòng playoff gồm có Gam, Team Wales, SE và Cerberus. SGB sau khi mất ngài Ren thì như rắn mất đầu nên có một cuộc suy thoái nhẹ, đầu rồi văng luôn khỏi vòng tranh cúp. Gam chọn con mồi ưa thích là Cerberus và thắng dễ dàng. Sau đó, đến lượt SE săn thành công cá voi, Team Wales, trong ngày mà bó đà trách bị đe dọa hai hòn trứng cút. Xuống nhánh thua, Cerberus và Team Wales có một trận tiêu hùng giữa hai kẻ bại tướng. Cặp bo 5 kéo nhau đến tận ván 5. Team Wales đã ở rất gần với chiến thắng, nhưng Cerberus may mắn thoát chết nhờ nhà lính chỉ còn một máu. Tất cả nhờ vào hóa quang thầy cúng của Jack Kewin. Chung cuộc thì Cerberus lội ngược dòng thắng 3-2. Ở trận chung kết nhánh thắng, SE lại chạm trán với Gam. Suýt tí nữa thì Gà Hồng đã quật ngã kỳ phùng địch thủ khi giành chiến thắng ở game đấu bản lề. Nhưng bản lĩnh nhà vua của Gam lại giúp họ lộ ngừng dòng thành công và thắng chung cuộc 3-2. SE không phải chờ quá lâu, Gà Hồng dễ dàng hấp diêm Cerberus để trở lại với chung kết tổng và thách thức Gam thêm một lần nữa. Nhưng cũng chỉ để một lần nữa thất thủ trước đế chế vàng đen. SE đã rất nỗ lực, tuy nhiên như thế vẫn là quá ít. Mùa giải khép lại với chiếc vô địch bất bại dành cho Gam Esports. Có thể không hấp dẫn như thời 2018-2020, nhưng VCS Hưng Đông với lượt xem cao và nhiều buổi viewing party đã dần thu hút trở lại sự quan tâm của người hâm mộ. Nhưng viễn cảnh tươi đẹp đó vẫn chưa thể xảy ra vì ở mùa giải VCS kế tiếp, SBTC Esports đã bị ban khỏi giải đấu vì liên quan đến cáo buộc bố đạn. Vắng bóng giạp siếc Hèn Đông đã khiến VCS bị ảnh hưởng tương đối nặng nề với lượt xem của nó. Nhưng những đội tuyển còn lại vẫn nỗ lực chiến đấu để cống hiến cho người xem một vòng bảng tương đối hấp dẫn. Gam sau khi bổ sung cặp bot tẩu thoát từ SE, tưởng đâu sẽ hủy diệt giải đấu thì Super Team này vẫn gặp rất nhiều chật vật để giữ ngồi top 1. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Team Wales với các tân binh chất lượng cũng phả hơi nóng ngay phía sau. Tuy nhiên, những cú sẩy chân đáng tiếc đã khiến cho T-Dub không thể bứt phá lên ngôi đầu.
Gây bất ngờ là SKB và Cerberus với một đội hình lá lành đùm lá rách, nhưng phong độ thi đấu thì lại cực bay. Trái ngược là Team Flash cùng Team Secret khi được đánh giá rất cao nhưng những vấn đề nội bộ khiến họ không thể phát huy hết sức mạnh. Rất may mắn là cả 6 đội tuyển trên đều lọt được vào vòng playoff với số trận thắng chênh lệch nhau chỉ 1 hoặc là 2 điểm. Trong vòng playoff dài hơi nhất lịch sử của VCS, Team Secret đã hồi sinh bằng 2 chiến thắng mãn nhãn trước Cerberus và Team Wales nhờ sự tỏa sáng của King Hero. Ẩn Mật Giáo chạm trán Gân Đàm ở trận tranh vé trực tiếp đến chung kết thế giới và họ đã ở rất gần với chiến thắng. Nếu như các ngôi sao chủ lực bên phía nhà vô địch không lên tiếng đúng lúc, Secret đã thất thủ đáng tiếc và kết quả cuối cùng là 3-2 nghiêng về màu áo vàng. Slater cuối cùng cũng có được cơ hội tung hoành ở chung kết thế giới. Sau khi rơi xuống nhánh thua, Team Wales như bừng tỉnh khỏi cơn say. Cá voi lần lượt thanh trừng Cerberus, SGB và cuối cùng là trả thù Team Secret trong một trận đấu nghẹt thở để chính thức cầm chắc tấm vé đến chung kết thế giới. Nhưng tiếc là ở trận chung kết tổng sau đó, sư thầy BE lại bị bệnh khiến cho Team Wales không thể có đội hình tốt nhất để chiến với GAM. Kết quả rất dễ đoán, GAM Esports lại bảo vệ thành công ngôi vương VCS lần thứ 4 liên tiếp. Mùa giải VCS đầu tiên của năm 2024 tưởng đâu sẽ được đặt tên là VCS 2024 Trung Dương. Nhưng cuối cùng thì ban tổ chức đã quay lại với tên gọi cơ bản là VCS 2024 Mùa Xuân. Vẫn là 8 đội tuyển tham dự với những cái tên kỳ cựu lẫn vài làn gió mới ngay sau khi quay quả trailer ở sa mạc Surima. 8 đội tuyển VCS đã cực kỳ nóng để chuẩn bị bắt đầu một mùa giải mới, được đánh giá là vô cùng đồng đoàn và khó đoán. Trận đấu khai mạc giữa Viking và Team Secret vì không phải lắp ghép đội hình nên Secret dĩ nhiên là dễ chơi hơn. Tuy vậy, có vẻ như là cả hai đội đều không hề muốn thắng ở ván đấu thứ hai. Cuối cùng, khát khao thua trận của Viking mãnh liệt hơn nên bị Secret xử đẹp 2-0. Đồng thời cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, Rainbow Warrior vừa chọn lõi chủ bản đồ, vừa kích ba Hostile và bắt đầu chuỗi trận tích hũ. Tâm điểm của tuần 1 là trận tái đấu chung kết VCS mùa trước giữa đương kim vô địch GAM và đương kim bánh xe bò Team Wales. Tưởng rằng sẽ có địa chấn vì GAM đang chơi đội hình Eco, nhưng cuối cùng thì kịch bản cũ vẫn lặp lại. GAM mang thịt cá voi đi áp chảo, trận thắng dễ này cũng khiến người xem có cái nhìn khác về đội hình cân lương của nhà vô địch. VCS mùa này có một luật mới, mỗi khi đến ván 3, hai đội sẽ cử người ra solo ARAM để giành quyền chọn bên. Cả nước đều rất háo hức trước thể thức hấp dẫn này. Vậy mà đến tận ngày thi đấu thứ 4, đã 8 trận trôi qua, vẫn chưa có một kèo solo nào cả. Các trận đấu đều kết thúc với tỷ số 2-0, không rõ là liệu có chị cái nào nhúng tay hay không. Đến ngày thứ 5 của giải đấu, khán giả đã thấy hiện tượng lạ. Team Wales và Team Secret, PK cực căng để lôi nhau vào ván 3, cuối cùng thì kèo solo đầu tiên cũng diễn ra. Anh Vinh người Kinh và anh Đa anh Tỉnh hẹn nhau đẩy xe rác. Và cuối cùng bất ngờ khi đường giữa tay to nhất Việt Nam lại thua trước một hỗ trợ. Dù vậy thì anh Vinh không phải buồn lâu, vì sau đó thì Team Wales đã giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu tâm điểm này. Đó cũng là món quà sinh nhật ngọt ngào mà Team Wales và MC Dì Mai dành tặng cho Taki. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu. Mình là Dì Mai và bên cạnh mình chính là Taki, người thắng cuộc trong trận đấu ngày hôm nay. Đồng thời, trận đấu này cũng gián tiếp chấm dứt sự nghiệp bình luận của Bấn Đà vì anh không thể theo kịp tốc độ đọc từ bình luận viên Lệ Lâm. Và sẽ là bạn dành cho Sparta. Bạn đánh mít bộ ơi, lại đánh nhau lại Hasmet để tôi đọc ngay sau đây. Bây giờ Binzay bị tấn công, chưa có máu để kéo lui đối phương ra, tấp biến lên bờ Hasmet. Nhưng cuối cùng thì Maokai chăn tay Binzay đã nằm xuống rồi. Paradise kịp thời hất tung, nhưng lượng sát thương đến từ Hasmet là quá nhiều. Và chống chịu cũng có 2-1. Ôi lại dịch chuyển tiếp, có thể là lại Ori. Dịch chuyển tiếp để tôi đọc tiếp này. Bây giờ thì sao nào, hiện tại người tới lại là một con Chista Dowry dính ngay 3 quy thẳng mặt. Và sẽ là mạng thứ 3 dành cho TS. Trong thời gian này, bỗng rộ lên thông tin một tuyển thủ tên bắt đầu bằng chữ S đang bị Riot điều tra đố bạn. Lập tức, mọi nghi vấn đổ dồn vào sport của Rainbow Warriors. Đội tuyển đã tích hũ đến tuần thứ 3 nhưng vẫn chưa chịu nổ. Ngay sau đó, đích thân Rainbow Warriors đã đính chính là sport đánh ngu chứ không hề đố bạn. Dù vậy, từ đây cộng đồng đã thấy có điểm chẳng lành ở mùa VCS này rồi. Sau đó, kịch bản VCS lại trở về nhàm chán như cũ. Các trận đấu đều kết thúc gọn gàng với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chiếu trên. Điểm hấp dẫn hiếm hoi chỉ là những trận đấu có sự tham gia của GAM Esports. Nhà đương kim vô địch vẫn giữ truyền thống muôn đời, đầu trận thua sấp mặt. Đến khi đối thủ tự quang game thì họ sẽ nắm lấy cơ hội và giành chiến thắng chung cuộc. GAM rõ ràng là éo muốn thắng theo cách này, thắng như vậy là thắng sai cách. Nhưng mà bên kia cứ tự nguyện dâng hiến thì chỉ còn cách húp thôi chứ biết làm thế nào giờ. Vì thế mà đội hình cân eco của nhà đương kim vô địch vẫn thắng liên tiếp cùng với tỷ số 2-0. Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy huấn luyện viên Archie hạnh phúc đến như vậy. Sau mỗi trận đấu, anh nguội lại đi tìm đường trên để sấy như một thói quen. Nhưng giờ ở đó đã là chiến thần Kieya mất rồi, đâu còn cho cưng Hero nào nữa. Trái ngược với GAM là Team Flash, nhà vua 15 phút đầu. Quả thật nếu như có một giải đấu VCS 15 phút, Team Flash sẽ là đội vô địch bất bại. 15 phút đầu trận, Flash chơi còn hay hơn cả T1. Nhưng kể từ phút thứ 15 trở đi, họ chắc chỉ hơn mỗi chủ bản đồ Rainbow Warriors mà thôi. Nhờ phong cách đặc trưng này, Team Flash đã thua trắng trước Viking và GAM ở tuần 2 khiến các better ra gầm cầu ngủ hết. Trong chuỗi trận hai ván ở tuần thứ 3, tâm điểm có lẽ là trận thư hùng giữa những vị thần đằng MBE và Team Flash. Dường như là hai đấu thủ này chê điểm số thì phải khi cứ thay phiên nhường nhau thắng.
Cuối cùng thì bộ đôi báo thủ cũng đã giúp MBE có điểm số quan trọng trước những người bạn cùng khổ. Trước khi lượt đi khép lại, GAM Esports vẫn chễm chệ trên ngôi đầu với thành tích toàn thắng và không một ván thua. Theo sát ngay phía sau là Team Secret và Team Wales. Trong khi đó, Viking bị túm cổ trên đường trở về Gaming House sau trận đấu. Lột mặt nạ họ ra mới phát hiện ra đây thực chất là vua hành gà DK phiên bản Việt. Gặp đội keo dưới, họ bay như rồng như phượng. Đánh với đội top trên thì thôi, điểm đây, mời ngài tới lấy. Quá mệt mỏi với quan điểm lấy tiền người nghèo đi nuôi người giàu của mấy thằng em. Kể từ lượt về, chủ tịch Sọt quyết định tự giáng chức xuống làm huấn luyện viên trưởng. Đích thân Đỗ Thánh LPL sẽ dạy cho Viking cách làm kinh tế như thế nào là hợp lý nhất. Nhưng trước khi giai đoạn lượt đi khép lại, VCS tưởng chừng nhàm chán bất ngờ trở nên hấp dẫn vì xảy ra một vụ bạo lực gia đình. Con trai Secret bất ngờ đánh úp bố GAM hai chùy không gỡ sau khi bố vừa chè chén ở WeChoice trở về. Trận thua vừa muối mặt vừa nặng nề này không chỉ khiến GAM bị chôn, mà còn bị chính Secret san bằng điểm số, tạo nên thế chân vạc cùng Team Wales ở phía trên của bảng xếp hạng. Secret được tôn vinh như người hùng vì đã chịu bất hiếu với bố, còn cộng đồng fan VCS trừ GAM con thì vui như chảy hội. Cuối cùng thì giải cỏ nước ta đã chịu đi lên. Ở bên Hàn Quốc, em rất lộng hành, anh Kim ghen chịu. Ở Việt Nam thì Secret làm, Team Wales phải chịu. Ngay sau khi vừa bắt đầu lượt về, GAM mang cơn thịnh nộ từ trận thua với Secret trút hết lên đầu Team Wales tội nghiệp. Chiến thắng 2-0 dễ dàng được ấn định. Tâm điểm khác của tuần 5 là Cerberus với một đội hình đậm chất eco và thi đấu vô cùng bết bát ở những tuần đầu. Nhưng ở tuần thứ 5, cún yêu ba đầu đã đánh bại cả hai đối thủ cạnh tranh là MBE và Team Flash để nắm lợi thế trong cuộc đua playoff. Bước sang tuần thứ 6, VCS thay Marvel sớm chiếu về đội báo thù ở phần tiếp theo. Tưởng đâu MBE là đối thủ dễ chơi, GAM quyết định cho Imo ra sân để gặp lại đội tuyển cũ. Hành động có phần hơi thiếu tôn trọng này làm cho một người cũ của GAM bên phía MBE nóng mắt. Và em Sơn Phong Cách đã thẳng tay bắn hạ gần đàm ngay trong ván 1 khiến tất cả đều sốc. Nỗ lực sau đó của GAM giúp họ gỡ hòa thành công. Nhưng đến ván đấu quyết định, GAM lại tự bóp vào bi của mình khi chọn một đội hình đi bộ. Và động thái này đã khiến cả đội MBE nóng máy. Phan Tấn Sọt đọc Levi như một cuốn sách, ngài X thì đấm laser như từng làm cho Sao Hu Hu khóc, còn em Sơn Phong Cách thì lạnh lùng trong từng phát súng của mình như những lần mà em giúp GAM thắng 4 chiếc cúp của VCS. Biệt đội báo thù đã quật ngã GAM một cách mãn nhãn, rửa hận cho cả VCS. Và ở đâu đó không xa trong thành phố này, có thể nghe thấy tiếng một xạ thủ nào đó nói rất to ngay sau khi GAM thất thủ. Không bỏ lỡ cơ hội MBE cho, Team Secret liền leo lên vị trí top 1 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ cạnh tranh là Team Wales trong một trận đấu kéo dài đến gần nửa đêm vì bị cho vì cắn cắp. Hai tuần đấu cuối cùng chứng kiến rất nhiều trận đấu hay và một cuộc đua rất căng giữa ba đội top dưới để giành vé vào playoff. MBE tưởng chừng là đội nắm lợi thế lớn nhất với một cú gặt giò vĩ đại trước đội hạng 1 là Team Secret. Nhưng chỉ một ngày sau đó, họ lại bị Team Flash hạ gục cũng trong một trận đấu mà không bên nào muốn thắng giống lượt đi. Chùa xanh lè của VCS đã gục ngã, tuần thi đấu bất bại giúp phép bổ trợ quay trở lại mạnh mẽ dù tưởng rằng đã 100% nằm ngoài top 6. Không bỏ lỡ thời cơ này, Cerberus tiến một bước dài với thắng lợi cực kỳ điên rồ trước GAM. Lần thứ ba ở mùa giải này, một đội tuyển ngoan cường đã giúp VCS đi lên thấy rõ. Đội tuyển đáng thích nhất vẫn là Rainbow Warriors. Dù họ đã kích đủ 9 Hustle nhưng Trung Bản Đô vẫn không thể nâng tầm một cuộc chơi. Đã vậy, huấn luyện viên Raze của họ còn mất tích không lý do trước trận gặp Team Flash khiến cơ hội nổ hũ gần như đã cạn. Đóng hòm tuần thi đấu này là chiến thắng vô cùng cảm xúc của Viking trước Team Wales. Trận thắng đầu tiên của vua hành gà trước một đội hình nhóm trên, không khí rõ là sôi động. Nhưng liệu có mấy ai lường trước được rằng đó chính là trận đấu cuối cùng của vòng bảng? Trong vòng 2 tuần sau đó, VCS bị tạm hoãn để phục vụ công tác điều tra bố đạn của Riot. Theo thông tin được đồn đoán phong phanh, tất cả thành viên của các đội tuyển từ game thủ đến ban huấn luyện đều được triệu tập lên nhà thi đấu để Riot tiến hành tra khảo. Chưa rõ là liệu Riot có áp dụng xong đề tù nhân không. Đến ngày 28 tháng 3, thời gian ngồi trên lửa cuối cùng đã chấm dứt. VCS đưa ra thông báo 32 cái tên từ tất cả mọi đội tuyển đang tham dự giải đấu sẽ tạm thời bị đình chỉ để tiếp tục điều tra. Đây quả thực là khoảng thời gian đen tối nhất lịch sử VCS cũng như cả nền Liên minh Huyền thoại Việt Nam. VCS vẫn sẽ tổ chức vòng playoff giữa các anh Liêm để tìm ra đội đi MSI nhưng chỉ lấy 4 đội tham dự. Top 4 tham gia vòng playoff này gồm có Secret, GAM, Viking và Team Wales đều có thành viên bị ban. Vì vậy, họ sẽ phải gấp rút bổ sung thêm người để kịp thời gian thi đấu. Và trong thời gian quá gấp rút như vậy, nhiều khán giả đã bi quan rằng vòng playoff VCS mùa xuân năm nay sẽ toàn các boy 100 hoặc là game thủ giải cỏ mất. Nhưng những pha xử lý tình huống của 4 đội sau đó đã chứng minh người Việt Nam ta không có dở. Trong các tình huống ngặt nghèo nhất, chúng ta vẫn có thể mở ra tương lai mới đầy hy vọng. VCS đã hiến tế 32 người để 4 đội tuyển uế thổ chuyển sinh những huyền thoại đời trước trở lại nhằm giải cứu giải đấu. Viking đưa sọp, người đi rừng mạnh nhất lịch sử VCS quay về đội hình thi đấu, mặc dù lần này thì anh chủ động đi hỗ trợ cho em Huy mỏ hỗn. Trận cuối cùng của sọp ở VCS đã là trận chung kết mùa xuân năm 2016. GAM kêu gọi sự trợ giúp từ xạ thủ 5 triệu Easy Love và Rô chó điên. Team Secret thì để Taki lên chơi xạ thủ, nhường vị trí hỗ trợ lại cho đại đô đốc Su Hào và Palace trung hàng hiệu. Các bot trong mơ của Secret thật sự đã khiến các Buffalo Con phải rơi lệ. Chơi lớn nhất là Team Wales khi cùng lúc triệu hồi cả hai huyền thoại Bó Đa Trách và Cương Bảy Núi của làng streamer, A Nhâm của VCS mới đúng. Không khí của vòng playoff điên rồ nhất lịch sử đã nóng ngay từ trận đấu đầu tiên. Cuộc chạm trán giữa GAM và Viking
hay đúng hơn là màn đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa người đi rừng mạnh nhất lịch sử VCS và người đi rừng mạnh nhất VCS hiện tại, mặc dù vẫn ông đi rừng, còn ông kia thì đi support. Sọp trong lần tái xuất đấu trường chuyên nghiệp này chỉ chơi tròn vai, đôi khi còn hơi ẩu, nhưng là ẩu lên Diagam, có chủ tướng lãnh đạo, các thành viên Viking cả mới cả cũ đều cháy như diềm thống nhất. Ngược lại, Gam vì bị lủng quá nhiều vị trí quan trọng, nên Levi và Kia dù có cố gắng đến mấy cũng chưa thể gánh nổi Emo thuật sư. Trung cuộc, Viking thắng trắng 2-0 trước Gam khiến mạng xã hội một lần nữa bùng nổ. Cuộc vui vẫn còn ở phía trước, với trận đấu giữa Team Secret và Team Wales, VCS cũng rất biết cách chiều lòng khán giả khi cho họ xem stream bó đà trách và cương bảy núi đến gần 12 giờ đêm, còn trận đấu thì bị hoãn do DDoS. Ngày hôm sau, Phú Thư Hùng được reset, bó đà trách và cương bảy núi đứng chung một chiến tuyến trong lực vơ lơ, nhưng mà là lực cục cót anh em ạ. Anh bảy chơi rất giỏi, giỏi nhất là bộ môn bảy trọ ấy. Còn bó đà trách với con Volibear chứ danh trong bộ 600 của mình thì như đi vệ sinh vào mắt người xem, có lẽ vì anh không chơi Volibear sát lực. Trung cuộc, Team Wales thua trắng trước Team Secret khi mà các tuyển thủ chính thức lẫn thay thế bên phía ẩn mật giáo đều thi đấu quá hay. Trận đấu tiếp theo là dưới nhánh thua giữa Gam và Team Wales. Hai đội tranh cúp mùa trước, hai huyền thoại Levi và Optimus ngày nào giờ lại phải sát phạt nhau ở nhánh thua. Gam sau một ngày thiền đã lấy lại tinh thần, đặc biệt là hai chiến bé đủ Emo và Easy Love. Cả hai đã thi đấu như một nhân cách khác cho Team Wales, giúp Gam luôn ở thế thượng phong. Phía bên kia, hai streamer chơi vô cùng cố gắng, những ba ông nội còn lại thì dường như đã có ý định buông xuôi mùa giải này rồi. Vì vậy, kết quả chung cuộc 3-1 dành cho Gam là dễ hiểu. Nhà đương kim vô địch vẫn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương. Team Wales bị loại, Optimus trở về với lịch stream 8 giờ tối hàng tháng. Bó đà trách thì được trả lại hai hòn trứng cút, giờ đây anh đã có thể làm chuyện ấy với mèo, cũng như là sống hạnh phúc bên bố Việt Anh. Trận đấu kế tiếp là siêu kinh điển nhánh thắng giữa Secret và Viking, đây là đầu tiên mà Sogan và Taki chạm trán trong vai trò xạ thủ. Thần chiến tranh Ares tỏa sáng giúp cho Secret thắng ván 1, người xem đã bắt đầu nghi ngờ về bể tướng hỗ trợ của Sọp. Nhưng vua trò chơi chứng minh, anh chơi game chiêu chiêu cũng gần như là endgame. Ba ván đấu sau đó, Sọp lãnh đạo các em hủy diệt hoàn toàn Secret. Ẩn mật giáo dù cố cố gắng chống cự cũng không nổi. Tài anh tỉnh đành phải nhường ngôi AD số 1 VCS lại cho tướng quân Sogan, còn Viking thì đặt chân vào trận chung kết VCS đầy cảm xúc. Vẫn còn một cơ hội nữa dành cho Team Secret ở trận chung kết nhánh thua với Gam, nhưng lần này trật tự gia đình đã được lập lại, con dù lớn vẫn là con của bố, và Secret thì dù có quậy thế nào cũng bị bố Gam đấm cho thành Naruto ấy. Chuông kỳ bu của top 1 vòng bảng chấm dứt tại đây. Còn Gam thì có một chiến thắng quá xuất sắc, mặc dù thực chất thì họ cũng chẳng làm gì nhiều, Secret thì tự thua, top 2 đánh đã như vậy, top 1 không biết còn ghê như nào đây. Và rồi trận chung kết của mùa VCS hấp dẫn nhất lịch sử đã diễn ra. Nằm mơ thì các fan Liên minh huyền thoại Việt Nam cũng không thể ngờ rằng sẽ có một ngày mà Levi và Sọp đối đầu nhau trong một trận chung kết để tranh chức vô địch của VCS. Kịch bản ấy đẹp và nó đã xảy ra. Trái ngược với lần gặp gỡ trước trong trận chung kết này, Emo và Easy Love đã thi đấu tốt hơn, giúp cho Levi có nhiều tiền đề để chăm sóc Kia tận răng. Nhờ vậy, Gam dễ dàng dẫn trước 1-0. Những nỗ lực Marco của Viking giúp Sọp và các đàn em gỡ hòa thành công dù gặp phải sự chống cự quyết liệt từ phía đối thủ. Nhưng rồi ván 3 và 4 sau đó chứng kiến màn tỏa sáng của tay anh trẻ Emo với đá thủ Talia. Không hổ danh là học trò của Stone Seller khét tiếng ODCT một thời, cùng Kea và Levi, Emo tạo nên một bộ ba cánh trên hủy diệt của Gam như KT đã từng làm ngày trước, và tam giác vàng này đã thi đấu quá xuất sắc để đánh bại hoàn toàn Viking Esports với tỷ số là 3-1. Trận chung kết khép lại với đỉnh cao hơn 240.000 lượt xem cùng lúc, kỷ lục từ khi VCS mùa xuân 2020. Vòng playoff và cả mùa giải điên rồ nhất lịch sử đã được ấn định bằng chức vô địch dành cho Gam Esports, chiếc cúp thứ 10 của họ. Một chiếc cúp quá xứng đáng vì đây là mùa đế chế vàng đen bị đánh giá thấp nhất trong nhiều năm qua. Levi có thể là một tuyển thủ không hay bằng Sọp, nhưng Levi chắc chắn là một thủ lĩnh đẳng cấp hơn Sọp rất nhiều. Về phần Sọp, sự trở lại của anh đã góp phần hồi sinh VCS. Một lần nữa cảm ơn anh, những thời gian có chờ đợi ai bao giờ, sự biến thiên và vĩnh hằng bỏ lại phía sau đầy nghiệt ngã. 10 năm tuổi trẻ, 10 năm cố gắng, để lại giờ đây chỉ còn lại kẻ ngây thơ mải miết đuổi theo mặt trời. Nghỉ thôi anh, nụ cười trên môi bà mòn theo thời gian, chỉ còn lại trầm mặc. Gắng gượng cho đến hôm nay, đổi lại chỉ còn tiếng chê cười của thế nhân. Mấy ai còn lưu lại hồi ức những khi anh tranh phong cùng Tuế Nguyệt. Kỷ niệm vẫn sẽ mãi đẹp khi nó là kỷ niệm. Đừng cố nữa Sọp ơi, nghỉ thôi anh. Và đó là tóm tắt toàn bộ những mùa giải VCS trong lịch sử cho đến trước mùa giải cuối cùng chuẩn bị diễn ra vào tuần tới. Mong rằng những nội dung mà MGN Esports đã tổng hợp sẽ giúp các bạn ăn cơm thật ngon và sống lại những ký ức tươi đẹp nhất về VCS. Mong rằng từ năm sau, khi chúng ta sát nhập vào APAC, VCS sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để sớm sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Nếu như yêu thích những nội dung như thế này, hãy like, subscribe kênh và để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.